Bao nhiêu một mớ này? 7.000 chị ạ. Khiếp, ăn cướp à? 2.000 thôi. Chú ơi, tiền của chú đây ạ. Chú cảm ơn. Rau của anh bán bao nhiêu tiền một mớ ạ? Dạ, 7.000 một mớ chị ạ. Anh gói lại hết cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, của chị đây ạ. Gửi anh. Em cảm ơn chị ạ. Mình đi thôi con. Trời ạ, anh bán hàng cái kiểu gì đấy? Rau bên trong hỏng hết rồi, làm sao mà tôi mua được nữa? Trả lại cho anh. Chú nhớ đeo khẩu trang sạch và giữ gìn sức khỏe nha. Chị ơi, em tới lấy đồ đi ship ạ. Cậu đợi tôi một chút. Dạ. Bố ơi, quần áo của con rách hết rồi. Khay giả, bố tặng cho con một bộ váy mới nha. Bẩn thỉu, mất thường xe. Ơ, chị, áo bẩn hết rồi ạ. Bẩn á? Bẩn là do cậu mang cái nước này vào đây nhá. Có định đổi tội cho tôi á. Này, đúng là cái loại đàn ông mặc váy á. Váy bẩn rồi, tôi không bán được nữa. Cậu phải mua đấy. Bao nhiêu một cái ạ? 50.000. Con mèo gói vào cho mẹ nhé. Vâng ạ. Đồ của cậu đây. Em xin ạ. Yêu cầu cô với cháu đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào cửa hàng. Tránh ra. Không được, tôi có khẩu trang mới. Cô và cháu dùng đi ạ. Không được đeo. Cô già con bảo phải đeo khẩu trang để chống dịch bệnh Covid mẹ ạ. Nhưng mà mẹ con mình giàu nên là không phải sợ với con virus corona hay là Covid gì hết. Đeo 2-3 cái khẩu trang vào để che đi cái sự bẩn thỉu của ông. Còn cái lọ sát khuẩn này ấy, bột rửa luôn cái sự bẩn thỉu của ông đi. Dừng lại ngay. Chào cô chủ ạ. Cô có tin là tôi sẽ kiện cô vì tội xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác không? Kiện tôi á? Cô có tin là chỉ cần một câu của chồng tôi thôi là cả cái cửa hàng này sập tiệm luôn không? Tôi là sếp của chồng cô đấy, cô Hoàng Hải Vi ạ. Em xin lỗi ạ, em không biết chị. Shop của tôi không bán đồ cho những kẻ coi thường sinh mệnh của chính mình và người khác. Sinh mệnh mà đã không còn nữa rồi thì cô làm đẹp còn nghĩa lý gì? Mời cô về cho. Chú không sao chứ ạ? Cảm ơn cô, tôi không sao. Con Danh, ai cho mày ăn đồ của con tao hả? Không làm thì đừng có mà đòi ăn nhá. Ra ngoài nhặt ve chai lấy tiền mà không, nhanh. Sao cậu lại khóc? Ơ mẹ con. Bánh này bẩn rồi, cậu đừng ăn bánh đấy nữa. Con bỏ đi, con cầm lấy bánh này mà ăn này.